Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hôm trước thì chúng ta đã định nghĩa xong cái kiểu structure để biểu diễn một số phức rồi, nó gồm các những hàm tạo này nhá, các hàm tạo này, các những đặc tính và các những công thức như from string hay là to string là các phép toán cộng trừ đấy, mình chỉ biết sơ lược như thế thôi. Và hôm nay thì mình sẽ đi vào sẽ làm một cái để thực hành, và mình sẽ giải thích các phương thức, thì đấy mình nghĩ là các bạn sẽ nhung hơn thế ha. Như cũng như các bài trước thì mình sẽ lên ý tưởng là sẽ thực hành những phần nào để cho các bạn để hình dung ha. Mình sẽ thực hành hết luôn, thì mình sẽ thực hành hết luôn những cái mà chúng ta đã định nghĩa đây ha. Đấy, thì mình sẽ khai báo ra, khởi tạo ra một cái biến thuộc kiểu phức này, rồi sử dụng cái đặc tính mà chúng ta đã viết như là modulus của phức này, gọi phương thức phạt này, gọi phương thức tính from string, hoặc là thực hiện cái cộng số phức này nha. Mình bắt tay vào thực hành luôn thì các bạn không phải mất thời gian. Thì mình sẽ khai báo là một cái gọi là title đi, title gọi là số phức complex number này, khai báo gọi là biến ra ra đi, khai báo một cái tạo biến thuộc kiểu complex là new complex mà mình tự nghĩa ha. Đấy, một hai đi, ba đi, đấy nó sẽ hiện vô cái phương thức của chúng ta này, nó cần điền vào hai cái tệ đi ha, r và y đây. Đấy không? Các bạn tìm để đây này xuống này, nó để không truyền vào gì, họ là truyền vào đấy, là các bạn cách truyền để tạo số phức đây, thì mình truyền là kiểu tạo số phức đấy, phần thực của trường áo luôn. Rồi mình sẽ sau ra màn hình cho các bạn, nhìn ra màn hình cho các bạn xem ha, từ phương thức là line, phần số là line đấy, nhìn ra màn hình xem. A thì bằng, đó chính là cái A định nghĩa phía trên. Tiếp theo là ta sử dụng một cái bản tính modulus complex ha. Đấy. Đây, đây thêm một tí. Đây, chuyển đổi á. Chính là cái chữ chuyển đổi ha. Đấy, in ra đây là phương thức phạt, thì mình sẽ a chấm phạt đấy. Đấy, đến lúc này thì các bạn hiểu tại sao là chỗ này là đây cái số phức đây, thì nó có định dạng như thế này, 10 trừ 3 y, số phức có dạng như thế này hả? Cho nên mình mới có kiểm tra các một cái bước là kiểm tra cái là cái phức bằng y dài y ngắn không đấy, được chưa? Đây, in ra phương thức phạt đây, bỏ phương thức phạt, mình có đánh dấu và cho các bạn dễ xem luôn để kiểm tra. Tiếp theo là phương tích tính crossing, mình sẽ tạo thôi một biến đấy thôi, biến mới b là bằng bằng complex crossing crossing là 6 cộng 1 y đấy, mình lại in ra thì b mới ra. Ui ui, máy mình phải lát tí mình chuột của mình đây, nhìn này cho các bạn xem. Đấy các bạn, và thực hiện một cái phép cộng ở trên số phức đi, mình sẽ cho a cộng b đi như thế nào ha. In ra cho các bạn xem luôn. Đấy.
Ok chưa? Mình sẽ chạy luôn, chạy chương trình cho các bạn xem luôn ha. Đấy, nó ra chương trình đây, đỡ mất thời gian để các bạn. Đây các bạn xem cái quả này. Đây đây tại vì nó bị lỗi không một tí. Đây là chính chương trình đầu tiên đây. Bài báo kiểu A là bằng 1 3, nó sẽ là A rồi. 1 cộng 3 y đấy chưa? Thì thức là 3 y đấy. Chuyển đổi là 3.1.3627 đây. Họ tôi thức phạt A bằng 10 cộng 3 y. Được, chuẩn luôn chưa? Là phương thức wrong trên 16 cộng 1 y đây. Chuẩn luôn. A cộng B là 16 cộng 4 y đây. Chuẩn luôn nhỉ? Đã cộng là thế. Ok chưa? Đấy, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn, mình sẽ giải thích lại nhé. Thì trong bộ sách này ấy, các bạn đã định nghĩa được cái kiểu số thức nó thuộc nhóm chất với các thành phần là các thành phần là này, trường thực và trường ảo này, các trường dữ liệu bí thành viên của complex đấy. Hai trường dữ liệu này ấy, thì được khai báo từ khóa nên từ điều khiển truy cập là public. Điều khiển này thì cho phép code bên ngoài chất sử dụng được bí thành viên. Bên ngoài đấy, mình hay nhắc đi nhắc lại là bên ngoài thì sử dụng đấy, global. Thì phụ tiếp theo đến phần phương thức phạt thì có tác dụng là chuyển sâu ký tự về giá trị của trường lưu, trường đường thực và trường ảo đấy. Thì phương thức này thuộc loại instant method, nghĩa là chỉ gọi từ object của complex thôi. Nó chỉ gọi từ object complex thôi. Hai phương thức complex trùng tên với struct ấy, không có tên kiểu trả về. Hai phương thức trùng tên, hai phương thức complex ấy, trùng tên với struct ấy, không có tên kiểu trả về là hai hàm tạm là con chất của chất đấy, mình đã nói qua rồi, hàm tạm rồi chưa. Phương thức tính này, phương thức tính from string này thì có tác dụng như và thôi, nhưng gọi từ tên chất thay vì gọi từ object của chất. Còn cái phương chức phương thức to string này này rồi đây các phương thức to string ấy thì mình dùng gì đây, ghi đẹp phương thức của lớp tổ tông là object có tác dụng ấy, chuyển object của complex thành chuỗi ký tự. Phương thức này tự động được gọi khi in ra console bằng lệnh write và write hoặc trong phương thức format của lớp string. Còn có như là operator là cộng operator trừ này này, ghi đèn phép toán cộng và trừ cho object của complex. Nhờ hai phép toán ghi đèn này ấy, bạn có thể viết biểu thức chứa phép toán cộng và trừ tương tự như với các kiểu số thông thường. Đây cái module này này, module lớp này này là một đặc tính hay là property complex thì trả về giá trị module của số thức. Đây là cái đặc tính chỉ đọc thôi. Ok chưa? Các bạn ôn lại nhé. Nhắc lại mình đã nhắc qua rồi đấy. Một số khái niệm như thế. Các bạn này tạm thời thực hành lại và ôn lại nhé. Và nghe lại những khái niệm đấy và có gì hỏi mình nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn phần sau. Phần sau mình sẽ tiếp tục giải thích tiếp nhé.